Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 8, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phát đi thông báo về việc một nhóm người giả danh người tu hành đi bén hương có thực hiện một số hành vi gây dư luận xấu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nhằm để người dân cảnh giác. Theo Công an huyện, ngày 13 tháng 8 tại quán spa Tân Hồng, Bình Giang xuất hiện một người giả danh người tu hành giới thiệu là sư đi bán hương nhằm quyên góp cho chùa. Người này đề nghị chị BTBT, tên viết tắt, cùng em gái mua hương với chi phí 2 triệu đồng. Sau khi thấy hai chị em BTBT không đồng ý, sư giả này nói với chị BTBT có vòng theo, cần phải cắt vòng, đề nghị em gái chị BTBT ra ngoài. Lợi dụng sự cả tin của chị BTBT, đối tượng đã lợi dụng việc bắt vòng để có hành vi sàm sỡ. Khi có người đến cửa hàng, người này liền đi khỏi địa bàn. Ngày 15 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của chị BTBT, Công an huyện Bình Giang đã mời làm việc đối với trường hợp Đỗ Văn Hậu, 43 tuổi, quê quán Bến Tre, thường trú tại thành phố Cần Thơ, khi đang bán hương tại khu vực thôn Phú, xã Thái Học. Qua làm việc, Hậu khai nhận, ngày 4 tháng 8, Hậu đi xe máy cá nhân đến thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Hậu gặp Tấn và Phú cùng mặc đồ của người tu hành. Vì vậy, cả ba bàn bạc bắt xe ra Hải Dương để bán hương. Ngày 8 tháng 8, khi đến Hải Dương, Hậu, Tấn, Vũ cùng thuê một nhà trọ rồi hàng ngày, cả ba sử dụng xe máy cá nhân di chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để bán hương. Tiến hành nhận diện, Hậu thừa nhận người trong ảnh mà người dân cung cấp bán hương có hành vi sàm sỡ đối với chị BTBT là Tấn, đi cùng nhóm với Hậu. Tuy nhiên không biết Tấn hiện đang ở đâu. Hậu cho biết mình không phải là người tu hành, việc mặc quần áo tu hành để đầu trọc là để việc bán hương gặp thuận lợi. Hậu đã thực hiện việc bán hương như trên được 3 đến 4 năm tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Công an huyện Bình Giang đã yêu cầu Đỗ Văn Hậu tạm dừng việc mặc quần áo tu hành, lợi dụng lòng tin của người dân để bán hương giá cao kiếm lời và yêu cầu Đỗ Văn Hậu viết bản cam kết không để xảy ra vụ việc mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Công an huyện Bình Giang cũng thông báo để nhân dân trên địa bàn huyện nắm được, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất đối với các trường hợp tương tự. Có gì trong đường dây cho người dân cạo đầu đóng giả sư để sang Úc lao động trái phép? Từ cuối 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh nắm được thông tin một số người lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia thường xuyên tổ chức các khóa tu học để móc nối, tổ chức cho nhiều công dân trên địa bàn cả nước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh trốn sang Úc lao động trái phép. Nhóm này làm giả hồ sơ xin cấp thị thực du lịch dưới danh nghĩa giả mạo nhà sư, Phật tử với chi phí 300 triệu đồng trên người. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra. Qua điều tra xác định đầu năm 2024, Khuyên và Hằng đã liên hệ với nhau bàn bạc thống nhất để tổ chức cho anh Hồ Văn Thình, 36 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, sang Australia lao động dưới vỏ bọc tu hành Phật giáo. Theo thỏa thuận, nếu khi anh Thình nhập cảnh vào Australia thành công, Hằng sẽ bố trí người đón và bố trí công việc nghề nông nghiệp. Đến tháng 2, 2024, Hằng và Khuyên trực tiếp bố trí cho anh Thình cạo trọc đầu, mặc đồ tu hành đến chùa Kim Quang, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để chụp ảnh nhằm giả tham gia các hoạt động của chùa để cho vào hồ sơ xin cấp thị thực Australia. Sau đó, Hằng liên hệ với các cơ sở tôn giáo tại Australia để xin thư mời tham gia các hoạt động Phật giáo. Vesaka ở chùa Quan Âm Thiền Định, Australia cho anh Thình dưới danh nghĩa là nhà sư đang tu tập tại chùa Kim Quang Đà Nẵng với pháp danh Thích Giác Ngộ. Đồng thời, anh Thình cũng được Hằng hướng dẫn cách thức trả lời phỏng vấn tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada VAC. Hằng liên hệ, trao đổi thống nhất với anh Khánh để làm thay đổi hình ảnh chân dung trên căn cước công dân của anh Thình thành Phật tử theo đạo Phật giáo. Hằng còn bố trí người chỉnh sửa ảnh chân dung của Thình thành hình ảnh người tu hành Phật giáo, cạo tóc, mặc áo tu hành và sử dụng hình ảnh này rồi điền thông tin nghề nghiệp là nhà sư. Khi khai nộp hồ sơ, đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến cho lao động trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Tối 4 tháng 5, tại căn hộ của mình, Hằng nhận 300 triệu đồng của anh Thình rồi giao thị thực du lịch Australia, vé máy bay,
căn cước công dân giả cho anh Thình. Khi anh Thình đang làm thủ tục để xuất cảnh, thì bị công an Hà Tĩnh phối hợp đồn công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, ngăn chặn và tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Chiều 2 tháng 7, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hằng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Đậu Thị Khuyên về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Nguyễn Văn Khánh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chân dung khó tưởng tượng của người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Sau thời gian làm mưa làm gió trên mạng với những clip phản cảm, những phát ngôn gây sốc, giả bằng cấp cùng các giấy tờ khen thưởng cấp nhà nước, mới đây, Đại Đức tự phong Thích Tâm Phúc, tên thật là Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị công an huyện Củ Chi khởi tố, bắt tạm giam sau khi lừa một người phụ nữ có tên viết tắt là bà LTHT, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, hàng chục triệu đồng trong việc nhận tách thửa đất. Theo tìm hiểu, ông Phúc không phải ai xa lạ, mà là một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, được rất đông các YouTuber quay các đoạn clip với nội dung như ông này mặc áo nhà sư, nói năng với các từ ngữ thiếu văn hóa, gây sốc và ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng lộn. Các clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong và ngoài nước, thu hút lượt xem khủng cùng nhiều phản ứng trái chiều của người dân. Trên mạng, ông Phúc cũng xưng là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở Củ Chi. Gần đây, ông này nổi danh với tên thầy chùa ăn thịt chó. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định từ năm 2000 đến năm 2010, ông Phúc này tu học tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương tự lập chùa Ngộ Chứng Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp kêu quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ông Phúc ở có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Xác minh cho thấy các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như 5 huân chương lao động, 2 bằng khen không có trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không có tên ông Phúc. Các giấy tờ như huân chương, bằng khen đều được xác định là giả và ông Phúc dùng để tự xưng tu sĩ. Làm việc với công an, ông Phúc cho rằng mình được người khác tặng và treo trong nhà. Công an huyện Củ Chi đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc. Nơi ở của ông Phúc ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung cũng là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở tôn giáo nào gọi là chùa Hằng Pháp Trung ương. Đến tháng 4, 2022, ông Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại diện trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông Phúc có đến chúc mừng một sinh viên của trường này trong ngày tốt nghiệp, rồi thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường để chụp ảnh. Ông Phúc cũng chưa từng là người học của trường này. Lễ phục mà ông Phúc thuê cũng không phải là lễ phục của nhà trường. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.